Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay cái video clip về cái bài Đoạn khúc Lâm Giang dây đào do một bạn đó yêu cầu, thì cái clip này mình cũng gửi đến các bạn đó nha. Cũng mong là bạn đó sẽ đàn được bài này. Thì bạn đó kia có yêu cầu mình là đàn cái bài đó rồi cho bạn đó đàn theo. Thì mình sẽ trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cái câu vô của bài Đoạn khúc Lâm Giang, bài này dây đào, thì mình sẽ đàn chậm để cho bạn đó đàn theo nha. Nếu mà có các bạn có thắc mắc hay là có góp ý gì về cái video của mình á, thì các bạn cứ mạnh dạn comment xuống phía dưới nha, để mình sẽ rút kinh nghiệm ạ. Rồi sau đây mình không làm mất thời gian các bạn nữa. Xin mời các bạn vào clip nha. Thank you.